Hi everybody, welcome back to Thun Game Channel. Chào bạn quay trở lại kênh Thun Game của mình trong này. Trong video sẽ chia sẻ tám tựa game nổi bật nhất trong những ngày vừa qua. With game Body Basics, sẽ tựa game mình chung một bài tên của bạn trong video này. Welcome to Body Basics in Edinburgh. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everyone doing fantastic. I can't believe God won. You did great! Come here and get your prize! A shiny quarter! Problem one! Great! Shotgun one! Chúng ta này không thể tin được ạ. Oh my god, run away now. Ok, con chuyển sang tìm thứ hai là scare đi cho bà đi. Let's play now. Chapter 1. Let's head up. Hãy làm cho mái tóc của ta trở nên thất bại được không ạ? Let's play. Steamy steam, can't wait to be clean. Sao em đi kia nào ạ? Em chẳng có một cái bắt đầu. Đây là Harry Mugo. Cho cái dấu vụ nào. Mình đoàn nạo. Để thấy các bạn trước khi là tập bắt đầu. Nice lúc mà thằng ấy bộ đầu vậy. Ok, nice chị. Bộ đầu này. Oh my god. She has no hair. She will be angry. Where did all of my hair go? Crowned Miss World now. Okay, chào anh thành nhiệm vụ never complete. Mình sẽ chuyển sang thứ hai cho mình nào. Granny, true. Tự nhiên ra chiêu looper phải này. Let's play. First day. Đây là đồ ạ. Trong không chỉ cho khóa đấy.
Chung cái dưới này xem có chìa khóa nào nhỉ. Oh my god. That's true. Chung cần phải lắp vào đây đâu. Vào đâu đây. Henry. Be careful. He's coming. Don't know what. Oh, you see. Oh my god. So try to avoid him, Samuel. Đó là bẫy đúng không ạ? Be careful. No way. Ooh. Trốn các bạn. I see you. Oh my god. Ok, chúng ta ra nó phát là dẫm phải bẫy luôn các bạn. Tính chưa thời gian là cho có thể thoát vào bẫy này. Oh my god. No way. Ok. Nên chuyển sang game thứ tư nào. Em bị đổi. Match on the metals. G-R-E-A-M. We're going to be good. We are into gaming and we are going to be good. Let's go. Đây, một chút cá nữa các bạn. Nhanh chóng tìm được mà đi chữ cái này. Ở đây cũng là xuống tiếp ạ. Oh my god. Y vậy đúng không ạ?
gì đây nào? Dây cho các bạn 2 chữ nữa luôn. Chúng ta không kịp rồi. Oh, ok, we have run out of time. Ok. Hãy chuyển sang tiếng Việt nào. Mình đã ngoài này gì các bạn? 753. Trong đấy tôi giày cái chân mũ đi nào. Is anybody watching? Okay, go to the question. Maybe we could shout to him. Chọn trao đổi được rồi, chìa khóa các bạn. Sân các bạn. Để trang lý các bạn. J
Jay, is that you? What happened? How did Rod capture Liz? I'm looking for the chump puppy one. I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Oh my god. Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. Well, okay. Yes. what can I do for you? Yeah, let's go. Quay tới đồng ý tham gia bên xe quay. Bên xe nào. Quay đi về đường này các bạn. Be careful. Đi phòng của ông ta biết các bạn. Ice cream man đâu. Bây giờ nào. Để di chuyển này nào bạn. Đi chuyển đến đường thứ 3 này. Đến tầng 2 này là chiếc xe nào bạn. Chuyển đến camping này các bạn. Go to camping. Không có một xe ban đầu đây các bạn. Yeah. Đặt chiếc hố lên với chìa khóa này. Is anybody looking? Đang cầm ly snap ạ. Jay, it's you? Okay, đây là list. What happened the other day? How do you think of jumping with a van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Oh, it is so nice! We have to do something. Okay, I'll follow you. You sound like one. Thank you.
You don't check up anything like that. Okay, cool, let's see where the channel is. 出去全定了。 That's it. I have a chan mango now. Here, this here. Okay, that's all. 7, 5, 3. Đọc ngôi lạc sẽ phát 357 khoảng. Ok. Đường hướng đường này là thành công ạ. 1, 2, 3. Quay trở lại nha. Đây, có con ngựa dưới đây. Còn nghe để máy á. Tăng áp chống cửa vậy. Quay trở lại shopping center. Thì nhìn con ngựa thứ ba nào. Con ngựa thứ tư chứ. Ok. Đây là chuyển sang tự nhiên mà. Thứ 6 cho mình nào. Friday the 30th. Please wait. Chân vì mình muốn nó chưa hết thì kitty. Ok, rồi xong hãy tìm sao nhỉ? Thank you.
làm sao bạn nhỉ? Khó đấy. Để sang lần tiếp theo mình sẽ cả ba của bạn để cùng đến với tự game Time Star Best Computer. Mình sẽ quay đầu lại đi một chiếc xem mới các bạn. Play now. Shoot. Chúng mình vậy. Hit. Cho nên 19 độ một chút nào. Oh my god, I'm the target is not affected. Shoot. Không tới đâu. We didn't even scratch him. Tank is ready for war. Oh my god. Oh, chuyển sang tiếng cuối cùng cho mình nào. Stick của Legacy. Let's play now. Classic Compute. Bắt đầu đọc ạ. Destroy the Spite of Steel. Attack at the fort. Defend. Bật nhạc đi một chút nào bạn. Thank you.
Channel Thương Game này của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you so much and bye bye.